Xin chào tất cả mọi người, mình là Hảo Phạm và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu với các bạn một sản phẩm đến từ hãng Yamaha. Đó chính là em Stepbass 1K. Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, sang trọng và chất lượng âm thanh thì vô cùng tuyệt đỉnh, thì bạn có thể dễ dàng biến mọi không gian trở thành sân khấu của chính mình. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đập hộp em Stepbass 1K này nhé. Đập hộp là tiết mục mà mình thích nhất và cũng là mong chờ nhất mỗi khi mà nhận một cái sản phẩm chính hãng về. Và bây giờ thì mình sẽ cùng unbox em Stepbass 1K này để xem bên trong em mình có gì nhá. Ok, khi mở hộp em sản phẩm này thì đầu tiên mình sẽ nhận được đó là một phiếu bảo hành chính hãng của Yamaha. Và trong phiếu này thì có dán kèm luôn tem của Yamaha, các bạn để ý nhá. Tiếp theo, đó chính là túi đựng sản phẩm. Các bạn có thể đựng sản phẩm ở trong em túi này khi mà các bạn di chuyển và mang đi, rất là tiện. Tiếp theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trong này được ghi rất là chi tiết và rõ ràng, các bạn có thể tham khảo ở đây. Đây là dây nguồn sản phẩm. Và đây là nhân vật chính của sản phẩm của chúng ta. Ở đây thì gồm có 3 cột loa. Ok, mình sẽ lấy lên cho các bạn xem. 3 cột loa này thì sẽ được nối với nhau khi mà các bạn sử dụng sản phẩm. Và lát nữa thì mình sẽ nối cho các bạn xem nhé. Và nhớ theo dõi đến cuối video nhé. Ở đây thì có một em nhân vật chính và nó khá là nặng. Hình như là mình sẽ không bê được. Và bây giờ chắc mình phải nhờ một anh cao to đẹp trai để giúp mình mang sản phẩm này ra cho các bạn xem rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt em Stepbass 1K này để cho các bạn thấy là nó vô cùng dễ dàng lắp đặt. Ok, vậy là mình đã lắp đặt xong em Stepbass 1K, chưa đến 30 giây các bạn ạ. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết các vị trí chức năng của em Yamaha Stepbass 1K này. Đầu tiên là LED bảo vệ. Thứ hai là LED báo nguồn. Các kênh điều chỉnh reverse. Các kênh điều chỉnh tần số. Đèn LED báo clip của kênh 1, 2, 3. Volume điều chỉnh âm thanh to, nhỏ. Nút nhấn điều chỉnh tín hiệu âm thanh cao và thấp. Chức năng này để sử dụng cho các thiết bị cầm trực tiếp như điện thoại và máy tính. Nút nhấn giữ kết nối Bluetooth. Nút nhấn cho chế độ điều khiển Bluetooth. Nút nhấn chọn chế độ âm thanh. Jack cắm đầu vào. Volume điều chỉnh âm lượng cho chế độ loa kiềm âm. Nút nhấn báo tắt mở chế độ reverse. Volume điều chỉnh 4 chế độ, thời gian ngắn dài của echo. Volume DSB tăng giảm chế độ âm thanh theo chu kỳ đồng hồ. Và volume điều chỉnh âm lượng output tổng. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần review về các tính năng và đặc điểm vượt trội của em Stepbass 1K này nhé. Một điểm cộng dành cho em Stepbass 1K này đó là thiết kế vô cùng thông minh và linh hoạt. Các bạn có thể tháo rời em cột loa này để phù hợp với không gian của nhà mình. Và bây giờ thì mình sẽ trực tiếp tháo rời em này để cho các bạn có thể hình dung nhé. Ok. Như vậy là mình đã tháo rời bớt một thanh đỡ cột loa để cho thiết kế được nhỏ gọn và phù hợp hơn với không gian của mình. Và với công suất 1000W thì em loa Stepbass 1K này với thiết kế là cột loa gồm có 10 loa với đường kính là 1,5 inch và phía loa trầm ở bên dưới đường kính là 12 inch thì có thể cho công suất âm thanh lên tới là 119 dB với một chất lượng âm thanh vô cùng tốt, đảm bảo cho các bạn có những tiết mục biểu diễn tuyệt vời nhất. Một trong những đặc điểm nổi bật của em Stepbass 1K này đó là chế độ điều chỉnh âm thanh rất đa dạng và linh hoạt. Điểm nổi trội đó là núm điều chỉnh EQ cho phép chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều chế độ EQ khác nhau. Và chế độ mode cho phép chúng ta điều chỉnh được các cài đặt như là phát biểu hay là âm thanh tùy theo nhu cầu của mỗi người. Một trải nghiệm thú vị nữa ở em Stepbass 1K này là các bạn có thể điều chỉnh tất cả các thông số mà không cần phải đến những thiết bị xử lý hay là những cái bộ mixer cồng kềnh, giúp bạn có thể tập trung cho buổi biểu diễn của mình mà không cần phải suy nghĩ là chúng ta sẽ phải điều chỉnh thông số gì đây.
tính năng và đặc điểm của Yamaha Steadbass 1K, công suất 1000W, HF 190W và LF 810W. Hệ thống âm thanh di động với bản trộn kỹ thuật số 5 kênh, bộ cân bằng EQ một núm điều khiển cho mỗi kênh, đầu vào Bluetooth, 3 micro đường mono và một đường stereo. Chế độ nén nhiều băng tần cho đầu ra chính. Loa siêu trầm 12 inch, loa mảng 1,5 inch x 10. Hồi âm kỹ thuật số SPX, độ phân giải cao, gồm 4 loại điều khiển thông số. 2X đầu vào 2Z trở kháng cao. Cổng ra liên kết với cổng ra giám sát. Công tắc chân reverse foot. Đánh giá về em Yamaha Steadbass 1K này thì theo như mình tổng hợp thì có 6 đặc điểm nổi trội mà được người dùng ưa chuộng và đánh giá về em đó. Thứ nhất là tích hợp bộ mixer kỹ thuật số và các bạn có thể điều khiển qua app di động. Tức là với một chiếc điện thoại di động thông minh có cái đặt sẵn app thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển bộ mixer đó qua chiếc điện thoại này. Thứ hai là các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được chiều cao tùy thuộc vào không gian mà bạn mong muốn. Mình sẽ thử điều chỉnh về chiều cao của em đó cho các bạn xem luôn. Như vậy là mình đã điều chỉnh được chiều cao của em loa này theo như mình mong muốn rồi. Thứ ba là sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0. Thứ tư là tích hợp bộ hiệu ứng giọng HSPX huyền thoại. Thứ năm là mạch bảo vệ nguồn 2 lớp chỉ có ở các sản phẩm loa liền công suất của hãng Yamaha. Và cuối cùng là sản phẩm chính hãng sẽ bao gồm có vỏ bọc loa đi kèm và gồm có xe đẩy các bạn có thể mua thêm. Vậy còn đánh giá của các bạn về em Yamaha Steadbass 1K này như thế nào? Nếu như các bạn có mong muốn sở hữu một em Yamaha Steadbass 1K chính hãng thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc tới các showroom tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Chương Trình Audio để được mua hàng với giá ưu đãi và trải nghiệm sản phẩm tận nơi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.